chàng trai Lam Thành huyện Tu Răng rất háo hức chờ đợi buổi tối ngày hôm nay. Những gương mặt dạng người chờ đợi bạn, bạn cũ chờ đợi người yêu cũ đến. Đặc biệt là phiên chợ này chỉ dùng cho người yêu cũ thôi ạ, không dùng cho người yêu mới. Cô gái cũng đang chờ người yêu mới á.